Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Vị Thuốc Quanh Ta. Và trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta còn có sự đồng hành của bác sĩ Mai Thị Phương, trạm trưởng của trạm y tế xã Thanh Sương, huyện Điện Biên. Và với sự đồng hành của bác sĩ Phương thì hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những cái bài thuốc và những cái công dụng của cây nghệ đen ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ ạ. Đây là cái khoảng đất mà trạm mình để trồng nghệ đen đấy ạ. Vâng ạ. Chỗ vườn chỗ này là chúng tôi trồng toàn bộ nghệ đen hết ở chỗ cái khu đất này. Dạ vâng. Bây giờ là đến thu hoạch được rồi đấy đúng không ạ? Vâng. Dạ vâng. Bây giờ đến mùa thu hoạch được rồi đấy. Vậy bác sĩ có thể đào một cái củ lên để cho khán giả được biết cái củ cây nghệ đen thế này. Đây là củ nghệ đen củ rất là dài. Dạ vâng. Thế thì nghệ đen này mình trồng mấy tháng là có thể thu hoạch được ạ? Vâng, cái nghệ đen này mà khi mà chúng ta trồng từ lúc trồng đến lúc thu hoạch thì phải 12 tháng. 12 tháng ạ. Dạ. Ở đây thì em thấy là củ nó cũng khá là to. Đấy. Vậy thì khi mình trồng mình có cần phải chăm sóc cái gì không thưa bác sĩ ạ? Cái này thì chúng ta chăm sóc thì cũng rất là đơn giản thôi. Dạ. Chúng ta chỉ làm cỏ rồi là chúng ta xới đất lên cho củ nó phát triển. Dạ vâng ạ. Đây củ này là bên trong là nó có đấy, màu đen đấy ạ. Đúng rồi, đấy. Dạ. Này. Thì bạn nhìn này, cái màu nó củ nó màu đen như này đen, đấy. Dạ vâng ạ. Củ này rất là già, nó có màu đen thẫm. Đấy. Dạ vâng ạ. Ví dụ là nghệ vàng thì mình cấu này ra là mình đã thấy luôn là đúng nó có rồi. Cái màu vàng đặc trưng đúng không ạ? Dạ. Vậy thì cái công dụng của cây nghệ đen là gì thưa bác sĩ ạ? Vâng, cây nghệ đen thì có rất là nhiều các cái tác dụng. Theo y học cổ truyền thì nghệ đen có cái tác dụng như hành khí, phá huyết, chỉ thống, tiêu ích, chủ trị kinh nguyệt, huyết khối, bế kinh, đau bụng kinh. Theo y học hiện đại thì nghệ đen có tác dụng là ngăn ngừa, hỗ trợ tiêu diệt các cái tế bào ung thư và làm giảm các cái tác dụng phụ của hóa trị, kháng viêm, ngăn chặn quá trình kích hoạt phản ứng viêm trong cơ thể, chống oxy hóa, ức chế sự phát triển của các cái gốc tự do gây hại, giảm đau do các chứng viêm xương khớp, đau răng hay là do các cái vấn đề ở dạ dày. Vậy thì với những cái tác dụng và những cái công dụng là như vậy thì mình có những cái bài thuốc cụ thể nào có sử dụng cây nghệ đen thưa bác sĩ? Vâng, sau đây tôi sẽ chia sẻ với quý vị một số các cái bài thuốc từ cái cây nghệ đen. Dạ. Điều trị viêm dạ dày lâu năm, quý vị chuẩn bị 1 kg củ nghệ đen, 200g trúc diệp, xài hồ 300g ô tạc cốt, mật ong nguyên chất, xài hồ đen sao vàng, nghiền thành bột mịn cùng với lại những cái vị còn lại. Đem trộn đều bột thuốc với lại mật ong, mỗi một lần uống 20g nhân 2 lần trên một ngày trước lúc ăn nửa tiếng. Chữa vàng da do viêm da, mọi người chuẩn bị củ nghệ đen, quả tắc non, uất kim, củ gấu, tất cả sử dụng dạng khô, liều và sử dụng lượng bằng nhau. Nghiền những cái vị thuốc trên thành bột mịn và trộn đều với lại mật ong, mỗi ngày uống 2g. Chữa co thắt tiểu đường, bột nghệ đen 3g, hành lá uống chung với lại rượu khi đang đói bụng. Chữa ăn uống không ngon miệng, hoa mắt, chóng mặt, đương quy, ngưu tất, đào nhân, hà thủ ô, xài hồ, mỗi vị 20g, lô hội khoảng 25g, nghệ đen và hoàng kỳ mỗi vị 30g, long thảo và đại hoàng mỗi vị 10g, đem sắc sao vàng và thái nhỏ cho tất cả vào bình thủy tinh, đổ rượu ngập mặt thuốc rồi là ngâm trong vòng 2 tuần, khi sử dụng thì mỗi một đợt uống 20ml nhân với 2 đến 3 lần trên một ngày. Thưa bác sĩ là khi mà sử dụng nghệ đen thì chúng ta cần phải lưu ý những gì ạ? Vâng, ghi một số những cái bài thuốc sử dụng từ nghệ đen thì chúng ta cần có một số lưu ý sau. Tránh dùng nghệ đen trong các trường hợp khi bị khí huyết hư, có thai, uống nghệ đen thì có thể làm chậm quá trình đông máu, vì vậy cần ngừng dùng trước khi sử dụng cũng như là sau phẫu thuật ít nhất là 2 tuần. Trong những cái trường hợp mà cơ thể bị hư yếu thì người bệnh cần kết hợp nghệ với lại một vài cái vị thuốc khác và làm theo đúng các cái chỉ dẫn của những cái bác sĩ chuyên môn. Xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác sĩ ạ. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng những cái chia sẻ của bác sĩ Mai Thị Phương thì đã giúp quý vị và các bạn có những cái hiểu biết hơn về cây nghệ đen và từ đó thì có những cái ứng dụng trong điều trị bệnh. Và đến đây thì chuyên mục Vị Thuốc Quanh Ta tuần này cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.